Ok, chào anh em. Hôm nay mình sẽ demo cho anh em cái làm bảo vệ tự động với tường nguyên cấp. Ok, bạn chọn và bấm chung thôi. Rồi tự động nó sẽ mở bảo vệ trong phòng đó, tự động auto dim hết. Ok, bạn auto dim tự động các section tự động làm detail luôn. Đó, dim chân section, dim detail là kiểu. Đó, detail 3, detail 2, detail 1. Ok, rất chuẩn, rất nhanh đúng không? Ở đây mình demo như thế này thôi. Tại vì dự án đây mình không có public cái thông tin ra được, không là mình quét 100 mấy chục bức tường là tự động sẽ tạo ra như thế này, để giúp anh em làm khi tiết kiệm thời gian nhập mấy cái này kiểu Clone thì nó giải quyết cỡ được cỡ 50-60% thôi. Đó, thì những cái này nó sẽ sao rất là nhanh, anh em cố gắng làm. Đây đó, đây, đó. Thì như thế này thôi, nhìn có vẻ khó chứ thật sự trong đây đó là sao những thuật toán cứ lặp đi lặp lại và mình cứ thế là sao copy đó, cho nên anh em đã học lớp của mình thì anh em sẽ hiểu mấy thuật toán đây toàn copy nguyên cục này copy nguyên cục này làm rất là nhanh, cứ mỗi thuật toán xử lý 5 phút 5 phút 5 phút trên đây cũng vậy, cứ nhiêu này cũng là copy. Cái này đã được làm theo cái bản mới Gen 2 2.35 cho nên sao nó sẽ toán sẽ rất là ngắn, nhìn vậy thôi chứ ngắn ồn mà, giờ mình đang để cho xa nhìn ra dễ, ok chứ thật ra rất là ngắn, ok chứ đó nó sẽ ra đều đẹp cho đây đi rồi chuẩn chỉ luôn, đi theo tầng chuẩn chỉ luôn chứ đi vô thanh thép rồi đó, bên section này cách đây mấy cái đi section nó sẽ tự động các phần link luôn ha, đó link rất là nhanh đó. Rồi rồi đó lần sau mình làm mấy cái recast là làm bên mấy cầu công trình cầu đường đó, cầu đúc hẳn rồi đó, làm mấy cái phần bị tự động làm mấy đây bạn, anh em chỉ cần làm một lần một thôi, ok lần sau không cần làm, với mấy loại tường như này cứ thế một cái là ra, ok ra đều đẹp và được sắp xếp đều đẹp đó. Ok chắc rồi chào anh em.